Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của chúng tôi. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi. Tuần qua xảy ra trận mưa to kéo dài suốt 16 tiếng, làm thành phố Bắc Kinh bị ngập nước mênh mông, nhiều nhà cửa và ô tô bị chìm. Giao thông tê liệt, sự cố cũng lộ ra những công trình xây dựng ở Bắc Kinh có chất lượng kém, nhiều cầu cống bị phá hủy, nhiều xe cộ, gia súc bị nước cuốn đi. Theo số liệu công bố của chính quyền Bắc Kinh, cơn mưa lụt này làm đổ 10.660 căn nhà, 1,62 triệu người bị ảnh hưởng, tổn hại về kinh tế là 11,64 tỷ nhân dân tệ. Số người chết trong trận lũ lụt này theo công bố của chính quyền ban đầu là 37 người, sau đó lại sửa thành 77 người. Tuy nhiên, theo thông tin chia sẻ của nhiều người, với số nhà bị sụp đổ lớn như vậy thì con số người chết không thể ít như thế. Chỉ một trận mưa to lại có thể khiến thủ đô Bắc Kinh bị thảm họa như vậy khiến nhiều người cho rằng, nhìn bề ngoài thì thấy Bắc Kinh gọn gàng, phồn hoa, nhưng tính bền vững của cơ sở hạ tầng rất mỏng manh. Chỉ qua một cơn mưa đã lộ rõ tất cả những tắc trách trong xây dựng của con người. Theo truyền thông Trung Quốc đại lục thì đây là trận mưa to nhất trong hơn 70 năm qua. Nghĩa là vào năm 1951 từng có trận mưa to tương tự, khi đó hệ thống truyền thông của DCSTQ không thấy đưa tin Bắc Kinh bị ngập nước. Điều này chứng tỏ hệ thống thoát nước của xã hội cũ để lại còn tốt hơn hiện nay nhiều. Theo tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông, cơn mưa này khiến ngay cả Trung Nam Hải cũng chìm ngập trong nước, thủy triều từ ngoài đổ vào cao đến 1,5 mét. Tuy nhiên điều kinh ngạc là tại công trình kiến trúc cổ cố cung lại hoàn toàn không bị ngập nước. Thưa quý vị, tính cho đến 11 giờ 40 phút ngày thứ Sáu, vụ lở núi ở Thâm Quyến đã qua 3 ngày. Đạt đến thời gian vàng 72 tiếng tức cơ hội sống sót của người bị mất tích sau 72 tiếng không nhiều. Tuy nhiên, chỉ tìm được một người may mắn thoát chết. Theo phân tích, cơ hội sống sót của người bị mất tích khi vượt quá 72 tiếng là rất hiếm. Theo truyền thông đại lục, khoảng 4 giờ sáng thứ Sáu người ta mới phát hiện được một nam thanh niên may mắn thoát chết. Nhân viên cứu hộ đã dùng mũ bảo hộ và bình khí hỗ trợ kịp thời. Bộ phận y tế đã chuyển dịch cho cậu ta. Thanh niên này cho biết, ở bên dưới còn nhiều người đang bị mắc kẹt. Theo thông tin, thanh niên này 19 tuổi. Người Trùng Khánh, phần chân bị dập nhưng đầu óc còn rất tỉnh táo, có thể nói chuyện được bình thường. Còn người thứ hai tìm được thì đã không còn sống sót. Theo thông báo của phía chính quyền, tính cho đến chiều thứ năm đã có 76 người mất tích, trong đó 50 người nam và 26 người nữ. Thời gian cứu hộ càng kéo dài thì cơ hội sống sót của người mất tích càng giảm đi. Hiện rất nhiều người thân của những người mất tích đang tụ tập đến hiện trường chờ thông tin. Chính quyền phải cho lực lượng cảnh sát tới phong tỏa và bao vây hiện trường. Theo BBC đưa tin, chính quyền đã phái hàng trăm cảnh sát cầm lá chắn bao vây xung quanh hiện trường xảy ra sự cố. Kính thưa quý vị, vừa qua, một phóng viên từ Nam Đô đã biết được từ Cục Quản lý Khẩn cấp của thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên rằng vào lúc 15 giờ 30 phút hôm thứ Bảy đã xảy ra một trận lũ quét ở Long Cao Câu, cộng đồng Tiểu Vũ Đông, thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu và khách du lịch đã không sơ tán khỏi sông đã bị lũ quét cuốn đi. Anh Su, một nhân chứng nói với phóng viên Nam Đô rằng vào lúc 3 giờ chiều hôm thứ Bảy, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Sau đó thấy một trận lũ lớn ập đến, anh vội vàng nhờ các đồng nghiệp có mặt tại hiện trường liên lạc với nhau và bảo tất cả du khách ở hạ lưu cùng nhau chạy xuống. Anh nhớ lại, lúc đó đã có người bị lũ cuốn trôi nên anh cùng đồng nghiệp lao ra cứu người. Do dưới sông có nhiều đá nên nhiều người bị mắc kẹt giữa các tảng đá khác nhau. Rất may lúc đầu nước rất cạn, anh Su cùng đồng nghiệp đã cứu thành công hai em. Cô Su, người cũng có mặt tại hiện trường cho biết, hôm đó đang chơi dưới nước với các bạn thì một người bạn của cô đột nhiên hoảng sợ và nhất quyết đòi vào bờ. Lên bờ chưa đầy 3 phút, họ nghe thấy tiếng ai đó la hét và thấy nước đột ngột từ thượng nguồn đổ về. Một số người đã bị nước cuốn trôi vào bờ. Cũng có một số người không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và đi chậm. Đến 3 giờ chiều, nước càng hung dữ. Do tình hình cấp bách, nhân viên quản lý mặc áo vest đỏ của danh lam thắng cảnh đã cố gắng hết sức để duy trì trật tự trên bờ. Nhưng mạng tại chỗ không tốt, không gửi được thông tin ra bên ngoài. Cô Su cũng nói với các phóng viên Nam Đô rằng, khi sơ tán khỏi hiện trường lúc 4 giờ chiều, cô đã chứng kiến cảnh người dân bị lũ cuốn trôi. Các phóng viên Nam Đô nhận thấy rằng vào tối hôm thứ Bảy, lực lượng cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên đã thông báo về tình huống cứu trợ do lũ lụt ở sông Bành Châu. Vào khoảng 15 giờ 30 phút hôm thứ Bảy, đội cứu hỏa Thành Đô nhận được tin báo sông Long Cao Câu ở thị trấn Long Môn Sơn, thành phố Bành Châu bị ngập lụt và một số người bị mắc kẹt. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu trợ đã liên tiếp điều động 14 phương tiện và 67 người từ 10 trạm cứu hộ mang theo thuyền, dây thừng, phao, áo phao và các thiết bị cứu nạn dưới nước khác để ứng cứu. Sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường đã tiến hành sơ tán, chuyển 29 người tại 8 điểm, đồng thời cùng các đội cứu hộ khác tìm kiếm dọc bờ sông. Theo báo cáo trước đó từ Nam Đô, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra thông báo cho biết tính đến 19 giờ 30 phút, thảm họa lũ quét đã khiến 8 người chết,
5 người bị thương nặng và 9 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp của thành phố đã nhanh chóng đến hiện trường để tham gia cứu hộ. Chủ một nhà trọ gần nơi xảy ra tai nạn từng nói với phóng viên từ Nam Đô rằng, thời gian này, khe núi trên núi bất ngờ ngập nước trên diện rộng, khe núi nơi xảy ra lũ quét đã bị đóng cửa, cấm khách du lịch vào. Quý vị thân mến, phương tiện truyền thông trong nước đưa tin hôm thứ Năm rằng huyện An Nguyên, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây đã gặp phải những cơn dông bất ngờ và nghiêm trọng vào ngày thứ Tư, gây ra lũ lụt và gây ngập lụt nhà cửa và đất nông nghiệp, sạt lở đất, sập cột điện và các thảm họa khác. Huyện An Nguyên đã khẩn trương sơ tán hơn 200 hộ gia đình để tránh nguy hiểm và lượng mưa lớn nhưng không gây thương vong. Tại làng Chế Đầu, thị trấn Chế Đầu, nước lũ làm ngập nhà cửa và đất canh tác ở những vùng trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến toàn bộ lúa sạ sớm. Theo thống kê sơ bộ từ trụ sở phòng chống lũ lụt của huyện An Nguyên, tính đến 5 giờ chiều ngày thứ Tư có 1.589 người, 238,3 hecta hoa màu và 4 hecta ao cá trong huyện đã bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 14,096 triệu nhân dân tệ, khoảng 16,09 triệu đô la Hồng Kông. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để sơ tán các nạn nhân, đồng thời thiết lập một hàng rào tại vị trí đường bị sập để đối phó với tình huống nguy hiểm. Tại thị trấn Xuân Long, các cơ sở cung cấp điện bị sét đánh, đường dây bị hư hỏng và việc tiêu thụ điện của người dân bị gián đoạn. Bộ phận cung cấp điện địa phương đã triển khai các hoạt động sửa chữa khẩn cấp để sửa chữa các đường dây bị hư hỏng và đảm bảo điện sản xuất và sinh hoạt của người dân. Người dân tự khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục đời sống và sản xuất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, sáng nay, một vụ lở đất tại tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc đã khiến hơn 1,6 triệu mét khối bùn đất vùi lấp nơi ở của các công nhân khai mỏ thuộc công ty Vũ Châu, khiến 20 nhà tập thể và 6 ngôi nhà khác đã bị vùi lấp, khiến ít nhất 70 người bị mắc kẹt trong đống bùn đất. Hãng tin CNN dẫn lời các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, 19 người đã được cứu sống và khoảng gần 30 người hiện vẫn mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất đang gặp phải nhiều trở ngại do mưa lớn. Chính quyền địa phương cho biết, người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra lở đất đã được di tản, máy móc cỡ lớn và các phương tiện cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Hàng chục binh lính đã sử dụng chó nghiệp vụ để nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót. Mưa lớn kéo dài trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại cho nhiều khu vực tại Trung Quốc. Cuối tuần qua, siêu bão số 3 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng khi tàn phá các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, lở đất chưa qua thì bão số 4 lại ập đến. Hiện Trung Quốc đã ban bố lệnh báo động đỏ, mức cao nhất đối với cơn bão số 4 dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền trong trưa nay. Trước đó, người dân tại hai tỉnh Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc đã khẩn trương tiến hành các công tác phòng tránh thiên tai. Giới chức địa phương đã cho sơ tán hơn 900 người dân khỏi đảo Bắc Cảng ngay trong đêm qua và tiến hành gia cố các tòa nhà. Trong khi đó, người dân tại thành phố Văn Xương cũng đã thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm đối phó với khả năng xảy ra lũ lụt, bão lớn bằng cách neo đậu chắc chắn các thuyền đánh cá, di rời các thiết bị và chặt bớt những cành cây lớn gần các khu nhà. Bão số 4 là cơn bão thứ 22 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc vào tỉnh Hải Nam và Quảng Đông. Bão số 4 đã gây thiệt hại lớn tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Tây. Những cơn gió dữ dội và mưa xối xả đã gây ngập lụt, phá hủy đường xá và làm mất điện một số khu vực. Trong khi đó, tại đảo Phan Di, một điểm du lịch do chính quyền thành phố Mậu Danh quản lý, hơn 500 du khách vẫn đang bị mắc kẹt tại đây. Mặc dù chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành sơ tán du khách khỏi hòn đảo, song công việc này đã bị cản trở do gió lớn. Hiện bão số 4 đang di chuyển theo hướng Tây đến khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với sức gió hơn 20 km/h. Dự báo, bão số 4 sẽ tiếp tục gây mưa to và gió lớn đối với các khu vực duyên hải của tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam đến hết hôm nay. Chính quyền tỉnh Quảng Tây đã yêu cầu dừng mọi hoạt động trên biển và tạm dừng bán vé tàu hỏa đến trưa nay. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Trên trang Quora đã có câu hỏi rằng tại sao Việt Nam không khuất phục Trung Quốc để thúc đẩy phát triển. Câu hỏi này có ý sao Việt Nam không ngả theo Trung Quốc, dựa vào Trung Quốc như Campuchia để được Bắc Kinh đầu tư giúp phát triển kinh tế. Câu hỏi này đã thu hút đông đảo dân mạng tham gia thảo luận, đặc biệt trong đó có nhiều người tới từ Trung Quốc. Có người cho rằng thực tế Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam đầu hàng vì nước ta nghèo, mang theo chỉ là gánh nặng. Một dân mạng cho hay Trung Quốc không muốn Việt Nam đầu hàng Trung Quốc vì tổng GDP Việt Nam không bằng một tỉnh nhỏ ở Quảng Tây của Trung Quốc và bình quân đầu người không bằng Tây Tạng và Quý Châu của Trung Quốc, nên tương đối nghèo.
người Việt Nam cũng có thể không thích Trung Quốc, họ không muốn cống nạp và đầu hàng. Trung Quốc và Việt Nam tuy có quan hệ kết nghĩa trong lịch sử nhưng lại có ân oán giang hồ trong cuộc chiến tranh biên giới 1979-1989. Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong mọi trường hợp được nhìn qua lăng kính tương tác giữa họ với Hoa Kỳ. Vị thế của Trung Quốc như là một cường quốc ở Biển Đông và sự tăng trưởng tổng thể của nước này về sức nặng kinh tế và địa chính trị toàn cầu đã buộc Hoa Kỳ phải cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng với các nước khác trong khu vực. Trong chuyên mục truyền thông nước ngoài nhìn vào Trung Quốc hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu lý do tại sao Việt Nam lại ngả về phía Hoa Kỳ nhưng đồng thời không thể để mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi. Tìm hiểu lý do tại sao các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục mở rộng sự hiện diện của họ ở Trung Quốc trong bối cảnh thắt chặt các quy định và tại sao Ấn Độ lại lo ngại về hoạt động kinh tế của Trung Quốc ở Sri Lanka. Cuối cùng, chúng ta hãy xem quan điểm của phương Tây về cải cách ở Trung Quốc. Theo Financial Times, kết quả chính trị của chuyến thăm Việt Nam mới đây của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có phần mơ hồ. Bạn biết đấy, chỉ vài giờ trước khi máy bay của bà đến Việt Nam, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội đã hứa tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19. Con số này cao gấp đôi so với số tiền bà Harris khi đó đề xuất cho Việt Nam. Financial Times muốn dùng điều này để minh họa sự cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với Việt Nam. Tờ báo tiếp tục nói về lịch sử phát triển quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Sau chiến tranh Việt Nam-Hoa Kỳ đã tích cực phát triển quan hệ với Việt Nam trong 50 năm. Tàu chiến Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam khi hải quân hai nước tập trận chung. Hoa Kỳ cũng cung cấp vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam và tiến hành huấn luyện cho các binh sĩ Việt Nam. Có thể hiểu Việt Nam rất quan trọng đối với Hoa Kỳ như là một nhân tố chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, Việt Nam tuân thủ cái gọi là chính sách 4-0 trong chính sách của mình. Thứ nhất, Việt Nam không thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào. Thứ hai, họ cũng không cung cấp lãnh thổ cho việc triển khai các căn cứ quân sự của nước ngoài. Thứ ba, không liên minh bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba. Cuối cùng là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế. Việt Nam thừa nhận trong chính sách của mình rằng xung đột và lợi ích có thể tồn tại ngay cả với các đối tác. Khái niệm này đã cho phép Việt Nam duy trì sự cân bằng trong việc xử lý quan hệ Trung-Mỹ trong nhiều năm. Nhưng khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gia tăng sau sự cố giàn khoan dầu năm 2014 và vụ chìm tàu đánh cá Việt Nam gần đây do va chạm với tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Tất cả những điều này đã đẩy Việt Nam về phía Mỹ, dư luận cũng nghiêng về phía có lợi cho Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy 90% người dân Việt Nam lo lắng với sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc và một số tương đối hoan nghênh ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Nhưng các quan chức Việt Nam không thể chiều theo những tình cảm này và đầu hàng Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế, Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn Hoa Kỳ. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Việt Nam, thời báo Tài chính Anh cho hay. Dân mạng Trung Quốc có tên là Goldisang đã cho hay, không cần khuỵu gối để cầu phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế, chúng ta cần làm việc chăm chỉ hoặc vơ vét của cải như châu Âu và Hoa Kỳ. Việt Nam đã là một quốc gia hoàn toàn độc lập. Việt Nam không cần đầu hàng nước nào. Việt Nam có quyền hoàn toàn độc lập. Trung Quốc không cần Việt Nam đầu hàng. Trung Quốc chỉ có một yêu cầu đối với Việt Nam. Các cường quốc phải cách xa biên giới phía Nam của Trung Quốc. Trung Quốc có thể tác động đến cuộc diện chính trị thế giới và khiến cho các nước lớn khác không dám ức hiếp Việt Nam. Việt Nam nên suy nghĩ làm láng giềng của nước lớn. Dân mạng có tên là Xiao Jin cũng nói, các nước châu Âu cũng nghĩ như vậy về Nhật Bản, Nhật Bản cũng nghĩ như vậy về Trung Quốc. Ngược lại, với các ví dụ giả định trên, Ấn Độ với cơ bản đã bị thôn tính và mọi người đều thừa nhận rằng Trung Quốc lúc này có lợi hơn là đầu hàng. Trong tình thế này, điều cơ bản là bạn có thể cho người vô gia cư $1 nhưng sẽ không bao giờ hoàn toàn cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của họ như mục tiêu cả đời của chính bạn. Nói Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn khi là một tỉnh của Trung Quốc cũng giống như nói rằng Hoa Kỳ đang thực sự mang lại hòa bình thịnh vượng cho những nơi mà họ có sự hiện diện quân sự. Ngoài ra, với tư cách là người Trung Quốc, tôi có thể nói với bạn rằng Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập với văn hóa lịch sử. Bất chấp một số cuộc chiến tranh cổ đại và hiện đại, về các tranh chấp mà chúng tôi có về dân cư hoặc các vấn đề khác, tôi thực sự không hiểu tại sao việc xây dựng các kịch bản xung đột giả định giữa Trung Quốc và Việt Nam lại phổ biến trên Quora. Đặc biệt là trong thời hiện đại, khi hầu hết các tranh chấp đều đã được giải quyết ít nhiều. Dân mạng có tên là Do Kim đã trả lời, nếu ý bạn là đầu hàng Trung Quốc và cứ làm theo những gì họ bảo và để họ lấy bất cứ thứ gì họ muốn thì câu trả lời hiển nhiên là không. Lấy ví dụ, bạn có tranh chấp với hàng xóm của mình, anh ta muốn cây cam ở sân sau nhà bạn, để hòa hoãn, bạn cho anh ta cây cam.
Bây giờ anh ta đòi cây táo nhà bạn, bạn cho anh ta cây táo của nhà bạn. Và tiếp theo anh ta lại đòi cả cây nho của bạn. Vậy khi nào điều này sẽ kết thúc? Câu trả lời sẽ là không bao giờ. Nếu Việt Nam ngoan ngoãn nghe theo lời Trung Quốc thì Trung Quốc chỉ lợi dụng Việt Nam chỉ vì họ có thể và bởi vì nó dễ dàng. Việt Nam không ngu khi để Trung Quốc nghĩ Việt Nam như vậy. Trên thực tế, đây là một điều mà Việt Nam đã biết từ hơn 1.000 năm kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc. Chúng ta không thể để Trung Quốc nghĩ mình là kẻ lấn lướt, nên Việt Nam luôn tỏ ra ngang ngược với Trung Quốc. Tôi biết đối với các bạn, việc một nước nhỏ như Việt Nam luôn hành động lạc lõng, thái quá khi đối phó với Trung Quốc là có vẻ ngu ngốc đối với người khác. Nhưng đó thực sự là một động thái cần thiết của các nhà lãnh đạo Việt Nam để cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng Việt Nam không dễ bị làm chủ. Đó là lý do tại sao nếu nghiên cứu về lịch sử, đây luôn là chiến lược của Việt Nam khi đối phó với Trung Quốc: chọc giận, giảng hòa, tặng quà và bình thường hóa quan hệ. Nói không nghe, không xin lỗi rồi sau đó lại tặng quà. Tôi thích gọi kiểu đó là phương pháp vừa đánh vừa rút, hay theo tiếng Việt là vừa đánh vừa xoa. Chính nhờ điều này mà Việt Nam đã giữ được độc lập và mở rộng đất nước xuống phía Nam, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Là một anh chàng nhỏ bé, bạn không thể đi thẳng mà phải ngoằn ngoèo. Vì vậy, mặc dù có vẻ như Việt Nam rất thù địch với Trung Quốc, nhưng thực tế không phải vậy. Tất nhiên Việt Nam biết rằng việc cực kỳ thù địch với một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không có lợi cho mình cũng như trong lịch sử. Việt Nam luôn thận trọng khi đối phó với Trung Quốc, và nếu tỏ ra thù địch thì đó phải là một lý do đã được tính toán kỹ lưỡng. Các bạn thân mến, như dân mạng Trung Quốc đã nói, nếu Việt Nam tỏ ra thù địch với Trung Quốc thì phải có một lý do nào đó, và nó phải được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Đầu hàng và quy thuận thì không bao giờ rồi. Nếu chúng ta đầu hàng thì hiện nay làm gì có đất nước có tên Việt Nam? Chống đối ra mắt cũng không thể được, vì họ là một nước lớn. Chúng ta không thể tồn tại nếu chỉ chăm chăm hăm dọa láng giềng lớn hơn mình. Chúng ta phải thông minh, chúng ta phải biết hòa hợp, nhưng chúng ta phải biết cứng rắn đúng lúc, đúng chỗ và mềm dẻo đúng thời điểm. Vậy các bạn nghĩ sao về những nhận định của dân mạng Trung Quốc với câu hỏi vì sao Việt Nam không đầu hàng Trung Quốc để được phát triển? Nga, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật, bắt tàu ngầm. Thưa các bạn, Nga thông báo sắp tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, trong đó có các nội dung bắn đạn thật. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Trung Quốc sẽ tập trận hải quân chung trong tuần tới. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên kể từ năm 2012 sẽ có các hoạt động bắn pháo và tên lửa nhằm vào mục tiêu trên Biển Hoa Đông và trên không vào năm nay. Ngoài ra, hải quân hai nước sẽ diễn tập hiệp đồng săn tàu ngầm. Mục đích chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga thông báo. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Vostok dẫn đầu đã xuất phát từ Vladivostok để tham gia cuộc tập trận với Trung Quốc. Ngoài xoáy hạm Vostok, các tàu Nga còn lại bao gồm tàu hộ vệ nguyên xoáy Saponiskov, Andastidestopov và Sovisteny. Hải quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ cử 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần tra, 1 tàu tiếp tế tích hợp và 1 tàu ngầm diesel tham gia cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn đang triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ưu tiên hợp tác thương mại với BRICS, một khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, như một thị trường mới nổi thay thế cho phương Tây. Trước thời điểm mở chiến dịch quân sự, Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Trung Quốc vẫn đang giữ quan điểm trung lập với tình hình ở Ukraine và kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng. Nga và Trung Quốc hoàn tất cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần, trong đó có bài tập săn tàu ngầm đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua thông báo hải quân của nước này và Trung Quốc đã hoàn tất cuộc tập trận mang tên Tương tác hàng hải 2023 diễn ra trong tuần tới ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Các tàu của hạm đội Thái Bình Dương, Nga và Hải quân Trung Quốc đã hoàn tất các nhiệm vụ trong khuôn khổ của tập trận hải quân song phương. Tàu của hai nước với sự hỗ trợ của lực lượng chống ngầm và cùng tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả định và phóng một loạt bom chìm, thông cáo cho biết. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một đoạn video cho thấy một nhóm tàu của Nga, Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông và khai hỏa tên lửa trong cuộc tập trận. Trung Quốc và Nga bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận hải quân từ năm 2005. Cuộc tập trận thường niên tương tác hàng hải được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2012.
Việt Nam chơi lớn tập trận bắn đạn thật với tên lửa siêu âm Jacon Kaplia và máy bay Jack-130. Năm 2022, quả thật quân đội ta đã chơi lớn chưa từng có, không chỉ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế mà còn công khai luôn hình ảnh diễn tập bắn đạn thật với tên lửa siêu thanh Jacon của tổ hợp tên lửa bờ Pasimpe và tiếp tục phô diễn sức mạnh dưới lòng biển khi cho tàu ngầm Kilo 636 phóng tên lửa Club S, lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tầm gần sonar trên tàu Jupat đánh chặn mục tiêu, ngoài ra còn bôi thêm quả máy bay huấn luyện Jack-130 ném bom mục tiêu trên biển. Chào mừng các bạn đã đến với video hôm nay. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nói về những sự kiện quốc phòng của quân đội Việt Nam trong năm 2022. Nói thật, chưa bao giờ chúng ta thấy quân đội nước nhà lại tự tin như thời điểm hiện nay. Tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế, mời bạn bè khắp năm châu bốn biển với giao lưu vũ khí, khí tài, trình diễn một bộ mặt mới của công nghiệp quốc phòng Việt Nam với những loại vũ khí đặc sắc hiện đại hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta còn tìm được những đối tác mua bán vũ khí mới khi Hoa Kỳ chính thức chốt đơn bán 12 máy bay huấn luyện T-6 Texan 2 cho Việt Nam. Mới đây, trong video tổng kết, lực lượng quân đội Việt Nam cũng đã xuất hiện những hình ảnh hết sức đặc biệt. Đó chính là quân đội ta đã lần đầu tiên phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Jacon. Đây là tên lửa được trang bị cho tổ phòng thủ bờ biển Pasimpe. Và hiện tại trên thế giới chỉ có 3 quốc gia sử dụng, đó là Nga, Syria và Việt Nam. Lạnh gáy là những gì mà chúng ta đã cảm nhận được khi nhìn thấy hình ảnh tên lửa Jacon được phóng đi từ tổ hợp tên lửa bờ Pasimpe. Khoảnh khắc mục tiêu trên biển bị nó xé nát đã cho thấy sự chính xác, sức mạnh vượt trội của tổ hợp này. Không cần nói nhiều, hình ảnh tên lửa được phóng đi và xé nát mục tiêu đã cho người dân Việt Nam và kẻ thù tiềm tàng nhìn thấy tất cả sự uy mãnh của nó với tốc độ xé gió gấp 2,65 tốc độ âm thanh tàu chiến. Kẻ thù sẽ chết mà không kịp cảm nhận đau đớn. Hệ thống tên lửa K-300P Pasimpe được mua từ Nga cho phép Hải quân Việt Nam phóng đi loại tên lửa hành trình chống hạm P-800 Onyx hay còn gọi là Jacon, vốn được thiết kế để gây thiệt hại hay thậm chí bắn chìm chiến hạm trên mặt nước của đối phương. Bên cạnh đó, với tầm bắn 300 km, loại tên lửa này hoàn toàn có thể vươn tới các mục tiêu quan trọng của Trung Quốc ở gần đảo Hải Nam. Theo tạp chí Quốc phòng Hán Hòa, Hải Nam hiện là địa bàn được quân đội Trung Quốc tung lực lượng xuống Biển Đông. Hệ thống Pasimpe của Việt Nam có khả năng giáng cho hạm đội Nam Hải của Trung Quốc những tổn thất quan trọng. Trong kịch bản giao tranh với Hải quân Trung Quốc tại vùng bờ biển Việt Nam, tên lửa đạn đạo chống hạm KH-35E trên tàu khu trục lớp Jipat của Hải quân Việt Nam và trên các chiến hạm khác là hiểm họa đáng kể đối với bất kỳ tàu chiến nào của Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực. Chưa dừng lại ở đó, Hải quân Việt Nam tiếp tục cho tàu ngầm Kilo 636 phóng tên lửa cặp lìa. Một cột khói dài xuất hiện từ giữa lòng biển và bay đến mục tiêu với sự chính xác đến từng cm. Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á không có một quốc gia nào đủ tự tin để nói rằng chúng tôi có loại vũ khí tiên tiến hơn cả cáp liệp và tàu ngầm Kilo của Việt Nam. Phóng một đạn duy nhất và mục tiêu đã bị tiêu diệt. Không ngoa khi nói rằng đây là vũ khí răn đe hàng đầu dưới lòng biển sâu của Hải quân Việt Nam. Nếu ai đó muốn săn lấp mặt bằng thì hãy gọi ngay tới số hotline của biên đội 6 tàu ngầm Kilo Việt Nam. Còn nhớ năm 2017, khi lần đầu tiên Kilo phóng tên lửa cặp lìa, cả thế giới đã bất ngờ và không nghĩ rằng Việt Nam có thể làm chủ vũ khí hiện đại này nhanh đến thế. Bây giờ các dòng tít như Việt Nam lần đầu tiên phóng tên lửa cặp lìa từ tàu Kilo đã không còn nữa. Các vụ phóng tên lửa như thế này chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Theo các nguồn tin công khai, thì loại tên lửa được trang bị trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam có tên lửa chống hạm siêu thanh 3M54E có tầm bắn tối đa lên tới 300 km, tốc độ tối đa Mach 2.9. Còn với những nguồn tin chưa công khai thì tầm bắn của tên lửa Kaplia trên tàu Kilo là chưa rõ ràng. Theo tạp chí nghiên cứu quốc phòng Kanwa, ngoài tên lửa 3M54E còn có tên lửa đạn đạo 3M14E, tầm bắn tấn công 290 km vào mục tiêu đất liền. Với các tàu ngầm Việt Nam từ Vịnh Cam Ranh có thể tấn công vào các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông của Trung Quốc. Theo chuyên gia Andrei Chang đã nhấn mạnh, hiện nay Nga chỉ cho phép xuất khẩu loại tên lửa 3M14E cho Algeria, Ấn Độ và Việt Nam mà thôi. Nếu chiến sự bùng lên giữa Trung Quốc với Việt Nam, có rất nhiều khả năng Hải quân Việt Nam sẽ đưa tàu ngầm của mình đi đầu trong chiến lược đối phó với Hải quân Trung Quốc. Các tên lửa 3M14E có thể được sử dụng trong sự phối hợp với các vệ tinh để đối phó với hạm đội Nam Hải của Trung Quốc đặt bản doanh tại Trạm Giang ở Quảng Đông. Sở dĩ Việt Nam được Nga ưu tiên, đó là vì Việt Nam không có truyền thống quay cóp công nghệ đã được chuyển giao, trái với trường hợp của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam còn có Ấn Độ là đồng minh chính trong khu vực và trong lĩnh vực tăng ngầm Ấn Độ có thể giúp đỡ thêm Việt Nam, thậm chí còn tốt hơn cả Nga. Vì lẽ Ấn Độ có kinh nghiệm cho tàu Kilo hoạt động trong vùng biển nhiệt đới, có nhiệt độ tương tự vùng Biển Đông.
Một hình ảnh nho nhỏ nữa nhưng đem tới cho chúng ta những điều bất ngờ, đó chính là khoảnh khắc máy bay huấn luyện J-130 Việt Nam được sử dụng để tấn công mục tiêu trên biển bằng bom. Không chỉ là một máy bay huấn luyện thông thường J-130 mà quân đội ta mua từ Nga còn cho thấy rằng nó không hề đơn giản. Năm 2019, Việt Nam ký với Nga hợp đồng mua một phi đội 12 chiếc J-130 với trị giá lên tới 350 triệu đô. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, 6 chiếc đầu tiên trong hợp đồng này sơn màu dần di rừng xanh cát vàng đặc trưng, mang dấu hiệu đặc trưng của Việt Nam đã về sân bay Phù Cát, Bình Định. J-130 sẽ hoạt động trong thành phần trung đoàn không quân huấn luyện 940. Rõ ràng ai cũng nghĩ rằng các phương tiện của Nga được sử dụng để thay thế máy bay AL-39 đã lỗi thời và lạc hậu, được sản xuất ở tiệp khắc. Ai cũng nghĩ J-130 sẽ thay thế cho AL-39, nhưng cái không nghĩ tới đó chính là việc J-130 sẽ trở thành một cường kích bom của không quân Việt Nam, thay thế cho Su-22 già cỗi. Còn để thay thế cho AL-39 cũ thì đã có 12 chiếc AL-39NG của Cộng hòa Séc mà Việt Nam cũng đã ký hợp đồng ngay sau khi chốt đơn J-130. Cho nên không phải tự nhiên mà Việt Nam lại mua cùng lúc hai dòng máy bay huấn luyện khác nhau. Nếu chỉ để cùng làm một nhiệm vụ huấn luyện thì nó là quá tốn kém và thừa thãi. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện thì J-130 là một máy bay tấn công hạng nhẹ, có khả năng mang tải trọng chiến đấu lên tới 3 tấn, lý tưởng cho chiến trường cấp khu vực rừng núi, nhiều cây cối như Đông Nam Á. Nhưng không rõ vì sao khi vào tay Việt Nam thì J-130 lại được đem ra tập trận đối hải, đúng là khó tin thật. Chắc chắn đây là một phiên bản đặc biệt của Nga dành riêng cho Việt Nam. Kho vũ khí của J-130 bao gồm tên lửa không đối không R-73, R-74, rocket không đối đất S-8, S-13, S-25. Các loại bom hiệu chỉnh và bom thông thường cỡ 500kg. Phạm vi bay khi không có bình song phụ là 2.000km, trần bay lên tới 12.5km. J-130 hoàn toàn có thể bay ra Trường Sa và bay về dễ như ăn kẹo. Tính linh hoạt và hiệu quả của J-130 khiến nó trở thành một tổ hợp bay huấn luyện chiến đấu hiệu quả, đặc biệt đối với các quốc gia có ngân sách quân sự tương đối hạn chế. Một hình ảnh khá thú vị nữa đó chính là hệ thống phòng thủ tầm gần sonar trên tàu chiến Jobat đã lần đầu tiên khai hỏa dưới mục tiêu đường không. Đây chính là dấu hiệu cho thấy quân đội Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ mọi hạng mục về vũ khí hải quân từ trên mặt biển, trên đất liền cho tới dưới lòng biển sâu. Với tên lửa 9M113, hệ thống phòng thủ tầm gần trên tàu Jibat 3.9 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu đường không UAV, tên lửa chống hạm đang hướng tới tàu mẹ. Các bạn thân mến, đây cũng là một năm tuyệt vời đối với quân đội nước nhà. Người dân Việt Nam đã được mãn nhãn thật sự từ các loại vũ khí mới mẻ được đem tới triển lãm cho tới những hình ảnh các loại vũ khí hiện đại thử lửa. Việt Nam này đã khác rồi, có lẽ đã tới lúc chúng ta cần phải khoe ra cho thế giới rằng chúng ta có những loại vũ khí gì, để cho kẻ thù thấy rằng bây giờ Việt Nam là không dễ như trước nữa. Chúng tôi có đầy đủ mọi loại vũ khí, khí tài để khiến cho các vị phải ôm hận. Theo báo cáo kết quả các cuộc điều tra, đánh giá và thăm dò của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được thực hiện trong thời gian qua, thì Việt Nam được thiên nhiên ban tặng nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú với trên 5.000 mỏ và điểm quặng của 60 loại khoáng sản khác nhau. Một trong số đó là những khoáng sản quý hiếm có quy mô chất lượng đáng kể, đạt tầm cỡ thế giới, mang ý nghĩa chiến lược và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc dân. Đáng chú ý trong đó có nhiều loại tài nguyên hiện đang được thế giới ráo riết săn lùng, có thể kể đến như những kim loại được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp tương lai, đặc biệt là pin cho xe điện bao gồm nickel, lithium và coban, những kim loại cần thiết cho ngành bán dẫn như antimo, những kim loại được sử dụng cho màn hình điện thoại thông minh như các loại đất hiếm, và không thể không kể tới những kim loại hết sức cần thiết cho mọi ngành nghề như đồng, sắt, wolfram, nhôm, titan. Việt Nam bất ngờ trở thành nguồn cung cấp nhiều kim loại quý hiếm. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, vào lúc toàn thế giới vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng những kim loại thiết yếu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn thì tại Việt Nam đột nhiên nổi lên, trở thành một nguồn cung cấp khá quan trọng cho những mặt hàng này do sở hữu nhiều mỏ kim loại được đánh giá là nắm giữ tương lai thế giới. Trong chuyên mục ngày hôm nay Tin Mới, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bàn về Việt Nam bất ngờ trở thành nguồn cung cấp nhiều kim loại quý hiếm. Một bài phân tích của tác giả nhà báo Lập Nguyễn vào ngay sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, theo dự báo của công ty tư vấn chuyên về năng lượng và kinh doanh Restart Energy của Na Uy có trụ sở ở Oslo, thì nhu cầu đối với một kim loại thiết yếu trong ngành sản xuất xe điện và tất cả các thiết bị điện tử tiêu dùng sẽ tăng vọt vào năm 2030, có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Theo tính toán của Restart Energy, mức thiếu hụt kim loại đồng vào thời điểm đó sẽ là khoảng hơn 6 triệu tấn. Theo những dữ liệu hiện có, nhu cầu về kim loại này dự kiến sẽ tăng 16% vào cuối thập kỷ này, khoảng 25,5 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Trong khi đó, nguồn cung vào năm 2030 được dự báo giảm khoảng 12% so với mức của năm 2021. Căn cứ sản lượng của những cơ sở khai thác hiện tại cũng như của những mỏ có thể đi vào hoạt động trong tương lai gần, nguồn cung đồng dự báo sẽ đạt khoảng 19 triệu tấn mỗi năm. Như vậy, nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 75% nhu cầu của thế giới. Nguyên nhân của điều này, theo lý giải của các chuyên gia, là lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện ngày càng phát triển đã ngốn một lượng đồng không nhỏ trong quá trình sản xuất. Hậu quả là giá đồng đã tăng chóng mặt trong thời gian qua do cung không theo kịp với cầu. Trong đó còn có nguyên nhân do đại dịch Covid-19 bùng phát gây gián đoạn sản xuất và dây chuyền cung ứng. Chỉ tính từ khi đại dịch bùng phát, giá của kim loại này đã tăng khoảng 70%. Theo số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS, những quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới hiện nay là Chile với 200 triệu tấn, Peru 92 triệu tấn và Australia 88 triệu tấn. Việt Nam được thiên nhiên ban tặng một trữ lượng đồng ở mức tương đối so với các nước trong khu vực. Việt Nam hiện có một chiến lược đáng kể tại mỏ đồng Sinh Quyền ở huyện Bát Sát trong tỉnh Lào Cai, nằm sát biên giới Việt Trung. Theo báo cáo của Đoàn Địa chất Nam thuộc Tổng cục Mỏ Địa chất, mỏ đồng Sinh Quyền có trữ lượng 56 triệu tấn, còn tổng trữ lượng quặng đồng trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai lên tới trên 100 triệu tấn. Quá trình thăm dò các vỉa quặng mới ở độ sâu 350 m tại Sinh Quyền đã phát hiện gần 20 triệu tấn quặng đồng, hơn 30 triệu tấn quặng còn lại được phát hiện tại địa phận thôn Vi Kẽm, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát. Với những ước tính ở trên, mỏ đồng Sinh Quyền được đánh giá là mỏ lớn nhất Đông Nam Á và đứng hàng top châu Á. Theo website chính thức của mỏ Sinh Quyền, công suất khai thác hiện nay của mỏ là từ 1,1 đến 1,2 triệu tấn quặng nguyên khai một năm. Mỗi năm mỏ sản xuất 47.000 tấn tinh quặng đồng hàm lượng 24% Cu và 75.000 tấn tinh quặng sắt hàm lượng 64% Fe. Khu tổ hợp sản xuất đồng ở Lào Cai hiện là khu mỏ lớn duy nhất ở Đông Nam Á, đồng thời tiến hành khai thác quặng tinh chuyển và chế biến sâu thành đồng kim loại ngay tại chỗ với sản lượng lớn. Việt Nam xuất khẩu Antimon đứng thứ hai thế giới trong năm 2019, theo số liệu của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Antimon ký hiệu là SB là loại kim loại màu quan trọng khi ở dạng nguyên chất, có một tính chất đặc biệt là rất cứng và giòn. Antimon hầu như chỉ được sử dụng ở dưới dạng hợp kim và được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảo mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và đặc biệt là pin lithium ion. Không có Antimon sẽ không có iPhone, không có TV độ phân giải cao, không có thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí là cả ô tô. Tất cả những sản phẩm nói trên đều sử dụng mạch kỹ thuật số mà Antimon là thành phần cấu thành chủ yếu. Antimon còn được sử dụng là nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác như sản xuất vòng bi, chụp máy, phụ tùng ô tô. Đặc biệt, Antimon được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các sườn cực ắc quy, chiếm từ 10 đến 12% khối lượng sườn điện cực. Trong lĩnh vực quốc phòng, Antimon còn được dùng để chế tạo vỏ lựu đạn và chất nổ. Ngoài ra, rất nhiều lĩnh vực khác cũng phải sử dụng với Antimon như sản xuất cao su, thủy tinh, thuốc nhuộm, dây cáp, vật liệu bán dẫn. Có thể thấy Antimon là vật liệu rất quan trọng đối với tất cả các ngành công nghiệp của hiện tại và tương lai. Và thật may mắn, Antimon cũng là một thế mạnh của Việt Nam. Theo những số liệu của OEC, hay công cụ trực quan hóa dữ liệu thương mại quốc tế của Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, thì trong năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu một lượng Antimon trị giá 34,3 triệu đô, trở thành nhà xuất khẩu Antimon lớn thứ hai thế giới. Những khách hàng chủ yếu của Antimon Việt Nam là Bỉ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ và Pháp, theo quy định về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc Wolfram Antimon đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn đến năm 2025, Việt Nam duy trì sản xuất và các dự án hiện có đầu tư mới một số dự án trên địa bàn các tỉnh tuyên quang. Dự kiến sản lượng khai thác đến năm 2025 sẽ đạt 819 tấn Antimon. Với tiềm năng đáng kể về Antimon, Việt Nam hiện có cơ hội lớn để phát triển các ngành công nghiệp sử dụng đến loại kim loại đặc biệt này. Mỏ Chromit cổ định Thanh Hóa, kho báu lớn nhất Đông Nam Á của Việt Nam. Thưa quý vị, chrome là kim loại cứng nhất và có độ chống chảy sức tuyệt vời.
trong thép không gỉ hàm lượng chrome chiếm ít nhất từ 10,5% trở lên. Tỷ lệ chrome càng cao thì thép không gỉ càng có khả năng kháng ăn mòn và oxy hóa cao ở nhiệt độ thường. Lớp chrome giúp cho thép không gỉ hầu như không bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí, hơi nước, nước biển, axit và thậm chí là kiềm. Nhờ đặc tính này, nguyên liệu này rất được ưa chuộng trong công nghiệp chế tạo xe hơi, tàu thủy, dụng cụ y tế và các chi tiết máy. Ngoài ra, chúng cũng được sử dụng làm các thiết bị chống ăn mòn trong các lò phản ứng, bồn đựng hóa chất hay là đồ gia dụng, đồ nội thất, thép hợp kim, mạ kim loại, bột màu, xử lý gia chất, xúc tác, xử lý bề mặt và vật liệu chịu lửa. Người ta đã từng phát hiện thấy hợp chất của chrome khi khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Các chuyên gia đã phát hiện một số thanh kiếm có lưỡi kiếm được phủ một lớp hợp kim chrome dày từ 10 đến 15 micromet và nó đã được bảo vệ các thanh kiếm này khỏi quá trình oxy hóa của môi trường trong hơn 2.000 năm. Cho dù người cổ đại chỉ vô tình sử dụng nguyên liệu có chứa chrome, nhưng điều này đã khiến cho nhiều nhà khoa học bất ngờ. Bởi tới đầu những năm 1900, nhân loại mới phát hiện ra kỹ thuật sử dụng chrome làm lớp chống ăn mòn cho vật liệu kim loại. Chrome được khai thác trong tự nhiên dưới dạng quặng chromit. Gần một nửa lượng quặng chromit trên thế giới hiện đang được khai thác tại Nam Phi, bên cạnh Kazakhstan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những khu vực sản xuất đáng kể. Theo các tài liệu khai khoáng, chromit cổ định thanh hóa được người Pháp phát hiện vào năm 1927 và năm 1930 bắt đầu được đưa vào khai thác. Đây là mỏ chrome duy nhất ở Việt Nam và là mỏ lớn nhất khu vực Đông Nam Á với trữ lượng trong khoảng 22 đến 25 triệu tấn. Đặc biệt, thời gian gần đây có rất nhiều nhà đầu tư từ Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến mỏ chromit cổ định. Vào năm 2019, tập đoàn Mitan Hồng Kông Trung Quốc tỏ ý muốn đầu tư nhà máy sản xuất ferrochrome carbon, thép không gỉ và kim loại màu trị giá 2 tỷ đô tại Thanh Hóa. Được biết, Mitan là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản phẩm ferrochrome carbon, thép không gỉ và kim loại màu. Cũng trong năm 2019, công ty hữu hạn thương mại và công nghiệp Thanh Long, Giang Tô, Trung Quốc đã nộp hồ sơ đăng ký mua 66,67% cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tây Dương thuộc công ty cổ phần Chromit Việt Nam để biến Việt Nam thành một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và triển khai thực hiện dự án nhà máy sản xuất ferrochrome carbon Nam Việt tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Việt Nam có trữ lượng Wolfram đứng thứ 3 trên thế giới, với một sản lượng khai thác đứng thứ 2 trên thế giới, với một tiềm năng hết sức to lớn. Đây là một kim loại hiếm, chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất kết hợp với các nguyên tố khác. Wolfram có khả năng chống va chạm cứng hơn cả kim cương và cứng hơn thép rất nhiều. Có điểm nóng chảy cao nhất trong số các kim loại chịu lửa, cùng với một số đặc tính khác khiến cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong thương mại và công nghiệp. Wolfram được dùng làm vật liệu chống mài mòn, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công kim loại, khai thác mỏ, dầu khí và xây dựng. Đây là loại kim loại gần như không thể thay thế trong một loạt ứng dụng công nghiệp như sản xuất máy hiệu suất cao, hợp kim thép, công nghiệp ô tô, năng lượng, xây dựng hàng không cũng như các ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ. Một trong những ứng dụng phổ thông nhất của Wolfram là làm dây tóc trong bóng đèn sợi đốt. Do chịu đựng nhiệt độ cao và có điểm nóng chảy cao, nên Wolfram được dùng trong nhiều công cụ nhiệt khác như đèn pha, bộ phận làm nóng trong lò điện, lò vi sóng, ống tiện ích và ống tia âm cực trong màn hình máy tính và TV, ống đèn tia âm cực, thiết bị sưởi, sợi ống chân không, các loại vòi phun động cơ tên lửa. Do có tính dẫn điện và có tính trơ hóa học tương đối cao, Wolfram còn được dùng làm điện cực các nguồn phát xạ trong các thiết bị tạo ra chùm tia điện tử như kính hiển vi điện tử. Đặc biệt, Wolfram khi được kết hợp với nickel, sắt hoặc là coban để tạo thành hợp kim nặng còn có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Hợp kim Wolfram được sử dụng trong đạn pháo, lựu đạn và tên lửa, cũng như được sử dụng trong chất nổ kim loại chưa đặc DIMD. Với hàng loạt những ứng dụng đa dạng như vậy, nên có thể dễ dàng hiểu được là tất cả các quốc gia trên thế giới đều có nhu cầu rất lớn đối với Wolfram. Theo dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS, Trung Quốc hiện giữ vị thế thống trị chiếm tới khoảng 85% nguồn cung Wolfram của thế giới, với trữ lượng cao khoảng 1,9 triệu tấn, tiếp đó là Nga với 400.000 tấn và Việt Nam với 95.000 tấn. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể đang mất vai trò này do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
Trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2017, Trung Quốc là nước xuất khẩu dòng các sản phẩm Wolfram và đã xuất khẩu được khoảng 35% Wolfram sang các nước khác. Wolfram của Trung Quốc được xuất khẩu tới gần 200 quốc gia, phần lớn là các nước có nền kinh tế phát triển. Tính đến năm 2020, Nhật Bản là nhà nhập khẩu lớn nhất 167.000 tấn, tiếp theo là Mỹ 131.000 tấn và Hàn Quốc là 86.000 tấn. Tuy nhiên, kể từ năm 1992, chính phủ Trung Quốc bắt đầu thực hiện một loạt hạn chế đối với việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản Wolfram. Lý do của việc này bắt nguồn từ việc, mặc dù chiếm tỷ trọng đáng kể, khoảng 58% về trữ lượng Wolfram toàn cầu, nhưng nếu khai thác với mức hiện tại, trữ lượng Wolfram đã phát hiện ở Trung Quốc ước tính sẽ cạn kiệt trong vòng 30 năm. Ngoài ra, mặc dù trữ lượng Wolfram ở Trung Quốc có thể tăng lên khi nước này tăng cường tìm kiếm các mỏ mới, nhưng chất lượng quặng Wolfram đang có xu hướng giảm dần ở Trung Quốc, do có tới 70% trữ lượng Wolfram của Trung Quốc là silip, một loại quặng phẩm cao cấp hơn so với loại quặng Wolframite truyền thống. Chưa kể, việc khai thác loại quặng này còn đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng lớn hơn, gây ô nhiễm môi trường hơn, cũng như chi phí vận hành cao hơn. Do vậy, vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng Wolfram toàn cầu đang dần thay đổi. Từ vị trí xuất khẩu ròng, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu ròng khoáng sản Wolfram. Để bù đắp khoảng trống về khoáng sản này ở trong nước do bị hạn chế bởi hạn ngạch sản xuất, chưa kể sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc đã dẫn đến nhu cầu nội địa tăng mạnh đối với Wolfram trong các ngành giao thông vận tải, công nghiệp chế tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiêu thụ Wolfram trong nước đã tăng lên mức 58,7 nghìn tấn vào năm 2017, gấp khoảng 55 lần so với năm 1949. Như vậy, nền kinh tế Trung Quốc đang tự nuốt chửng hết số kim loại quý mà họ tự khai thác, và điều này tạo ra cơ hội ngàn vàng cho Wolfram Việt Nam. Việt Nam đang có vị thế đáng nể, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc trên thị trường Wolfram. Dựa vào dư địa khai thác, sản xuất các sản phẩm Wolfram của Việt Nam vẫn còn rất lớn. Các sản phẩm Wolfram của tập đoàn Masan tại mỏ núi Pháo đang dần được công nhận toàn cầu và là nhà cung cấp được các đối tác lớn trên toàn thế giới ưa chuộng. Theo thông tin từ tập đoàn Masan, với phương pháp khai thác mỏ lộ thiên và tỷ lệ bóc đất thấp, dự án khai thác tại núi Pháo giúp công ty này trở thành một trong những nhà sản xuất Wolfram có chi phí thấp nhất trên thế giới. Đây cũng là một trong những mỏ có trữ lượng Wolfram lớn nhất thế giới hiện nay. Ngoài Trung Quốc với 52,5 triệu tấn quặng U3, sản phẩm trung bình 0,21%, trong những năm gần đây, sản lượng Wolfram từ mỏ núi Pháo chiếm khoảng 33% sản lượng Wolfram toàn cầu. Chưa kể, ngoài Wolfram, mỏ núi Pháo còn có trữ lượng perlite, đồng và bismuth rất dồi dào. Bismuth là nguyên tố không phát xạ tự nhiên nặng nhất, là kim loại quý trên trái đất được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng. Chiến lược bismuth tại núi Pháo chiếm tới 40% trữ lượng toàn cầu nhưng mới chỉ được khai thác một phần rất nhỏ. Việt Nam có một trữ lượng đáng kể lithium, thứ kim loại mà cả thế giới cần đến. Lithium là một kim loại đặc biệt có điểm nóng chảy thấp và điểm xuôi cao. Lithium chỉ chiếm khoảng 0,0007% lớp vỏ trái đất và hầu như chỉ có thể tìm thấy trong các khoáng chất và muối. Nếu không có lithium, con người có thể chinh phục được đáy biển hoặc là vũ trụ. Hợp chất lithium precise được sử dụng trong các hệ thống làm sạch không khí trên tàu ngầm và tàu là vũ trụ có người lái. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, lithium được sử dụng để sản xuất chất làm mát các lò phản ứng. Đáng chú ý, lithium là thành phần chính của pin được sử dụng cho xe điện và được mệnh danh là nguồn xăng mới cho tương lai. Trong một báo cáo vào năm 2020, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định rằng hợp chất lithium carbonate được chế tạo từ lithium có giá trị kinh tế và ý nghĩa chính trị tương tự như nhiên liệu xăng dầu trong thế kỷ 20. Với dung lượng sạc lớn và tuổi thọ giảm, pin lithium được coi là linh hồn của rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành công nghiệp thông tin mũi nhọn. Với chức năng là cấp bộ nguồn gọn nhẹ cho laptop, điện thoại và các dụng cụ kỹ thuật số, lithium cũng xuất hiện trong lĩnh vực công nghiệp quân sự với nhiều lý do. Trước tiên, pin lithium ion có thể lưu trữ một lượng điện năng lớn trong một thiết bị có kích cỡ nhỏ. Tiếp theo, giới quân sự hiện có xu hướng phát triển các thiết bị tự động sử dụng năng lượng có nguồn phát gọn nhẹ và hiện tại chỉ có các loại pin lithium có thể đáp ứng được đòi hỏi này. Các nhà khoa học coi lithium là nhiên liệu tên lửa tiềm năng khi đốt cháy hợp chất giữa lithium, nguồn năng lượng điện được giải phóng lên đến 1.000 calo.
trong khi dầu hỏa thông thường chỉ tạo ra 2 calo. Vì lý do này, các hợp chất lithium được kỳ vọng là chất oxy hóa tuyệt vời của nhiên liệu tên lửa. Trên thế giới hiện chỉ một số ít nước sở hữu nguồn tài nguyên quặng lithium. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, hơn một nửa nguồn tài nguyên lithium trên trái đất được xác định nằm ở tam giác lithium thuộc Nam Mỹ, đặc biệt tập trung ở những hồ trên cao và những mỏ muối nằm giữa ba quốc gia Chile, Argentina và Bolivia. Riêng Bolivia sở hữu tới 70% trữ lượng lithium của thế giới. Tuy nhiên, các khu mỏ ở sa mạc Atacama của Chile và Hombre Muerto của Argentina mới là những nơi khai thác thuận lợi nhất thứ nguyên liệu quý giá này. Chile là nơi có mỏ lithium lớn nhất thế giới, tập trung vào đầm muối Sala ở Atacama. Trong những thập kỷ qua, quốc gia Nam Mỹ này đã cung cấp tới 43% lượng lithium cho thế giới. Cơ quan năng lượng quốc tế ước tính nhu cầu toàn cầu vượt lithium sẽ tăng 42 lần vào năm 2040 so với năm 2020, và giá loại nguyên liệu này tăng cao là do được thúc đẩy bởi doanh số bán xe điện tăng mạnh trong những năm trở lại đây. Tại Việt Nam, các cuộc điều tra và đánh giá do Liên đoàn Địa chất Trung Bộ tiến hành từ năm 2005 đến năm 2009 đã phát hiện ra nguồn tài nguyên quặng lithium ở La Vi, Quảng Ngãi gồm 40 thân quặng. Thân khoáng hóa chủ yếu là loại hình mạch pematite chứa kim loại titanium và thiếc. Kết quả thăm dò đã xác định trữ lượng quặng lithium của vùng mỏ La Vi vào khoảng 1 triệu tấn quặng hay là khoảng 10.000 tấn Li-20. Theo các chuyên gia, mỏ Li-20 La Vi được đánh giá là thuộc loại mỏ có trữ lượng hoặc ở mức độ trung bình so với thế giới. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Việt Nam gia nhập nhóm các nước có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng lithium. Mới đây, tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất pin VIS tại khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng. Chuyên gia sản xuất pin lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và xe buýt điện của tập đoàn VinFast với mức độ tự động hóa cao trên 80%. Đây sẽ là nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, đồng thời tận dụng những tiềm năng lớn về khoáng sản trong nước để cạnh tranh với các nước khác về công nghệ của hiện tại và tương lai này. Đây là cao nguyên Thanh Tạng, một khu vực địa lý rộng lớn nằm giữa châu Á. Khu vực này có kích thước lớn bằng một nửa tổng diện tích của Liên minh châu Âu gộp lại, nhưng lại có số dân vô cùng khiêm tốn, chỉ khoảng 5 triệu người, ít hơn cả thành phố Hà Nội. Cao nguyên Thanh Tạng vô cùng xa xôi và vắng bóng người, tuy nhiên không phải vì thế mà nơi này không quan trọng bằng so với các khu vực khác. Tây Tạng là một trong những khu vực chiến lược quan trọng trên thế giới, bởi lẽ nơi đây là ngôi nhà của hàng chục ngàn con sông băng chảy trong các ngọn núi hùng vĩ, đóng vai trò là nguồn dự trữ nước ngọt lớn thứ ba trên toàn thế giới, chỉ sau Bắc Cực và Nam Cực. Đồng thời, đây cũng là nguồn cội của những con sông lớn nhất trên thế giới, chẳng hạn như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc và sông Mekong. Ba con sông nằm trong top những con sông dài nhất thế giới đều nằm ở lục địa châu Á. Trong đó, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang chạy theo hướng đông với thượng lưu bắt nguồn từ Tây Tạng và đổ ra Thái Bình Dương. Hai con sông này chỉ chạy trên một phần lãnh thổ duy nhất, đó là Trung Quốc. Hàng trăm triệu người Trung Quốc sống ở khu vực hạ lưu và lưu vực của hai con sông lớn này. Cuối sông Trường Giang là một khu vực đặc biệt, đó chính là đồng bằng châu thổ Trường Giang màu mỡ, nơi đóng góp tới 20% GDP của Trung Quốc. Những con sông này chính là tuyến đường huyết mạch, là nguồn sống cho dân số khổng lồ tại đất nước này. Việc kiểm soát cội nguồn của hai con sông này tại Tây Tạng chính là nhiệm vụ cấp bách đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, có một con sông thứ ba cũng quan trọng không kém, đó chính là sông Mekong. Sông Mekong không nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Quốc. Thay vì chạy về phía đông như hai con sông kia, thì sông Mekong lại chạy về phía nam, vượt qua biên giới Trung Quốc và chảy qua các quốc gia khác ở Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và cuối cùng là đổ ra Biển Đông. Con sông Mekong dài tới 4.500 km này trở thành một trong những con sông quan trọng nhất của thế giới, là vì nó đóng vai trò là nguồn nước ngọt cho gần 70 triệu người Đông Nam Á, đồng thời cung cấp gần 20% nguồn cung cấp cá nước ngọt cho toàn thế giới. Tầm quan trọng của con sông này cũng giống như ý nghĩa của con sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đối với nền văn minh Trung Hoa. Dù sông Mekong có ý nghĩa to lớn như vậy, nhưng nó đang chết dần do những tác động xấu từ các nước tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là do
chính sách của Trung Quốc. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy nhìn vào hai khu vực. Phần đầu tiên là khu vực hạ lưu phía Nam, bắt nguồn từ vùng biên giới Lào, Trung, bao gồm một mạng lưới phụ lưu dày đặc chảy trên phần lãnh thổ lớn Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Phần thứ hai là khu vực thượng lưu ở phía Bắc, chỉ chảy trong lãnh thổ Trung Quốc. Phần sông Mekong chảy qua Trung Quốc có tên gọi là sông Lam Thương. Phần thượng lưu này có cội nguồn từ những đỉnh núi cao của vùng Tây Tạng và chảy xuống nơi có độ cao thấp hơn là ở Đông Nam Á. Do chảy qua địa hình dốc như vậy, nên khu vực thượng lưu chẳng khác gì những thác nước xối xả kéo dài hàng trăm km. Điều này vừa đem lại lợi ích, vừa gây ra những hạn chế cho khu vực sông Lam Thương. Một mặt nước sông chảy xiết qua rất nhiều thác gành, từ trước đến nay thường không có lợi cho tàu thuyền hoạt động và buôn bán. Tuy nhiên mặt khác, chính đặc tính này lại khiến cho khu vực sông Lam Thương trở thành địa điểm lý tưởng để xây dựng các con đập trữ nước và khai thác thủy điện, với số dân lên tới gần 10 triệu người sinh sống quanh khu vực này. Nhu cầu điện tiêu thụ cũng vì thế mà tăng cao, từ đó hoạt động xây dựng đập tại cả vùng thượng lưu và hạ lưu sông Mekong trở nên rất phổ biến. Hiện nay có hơn 200 con đập đã và đang được xây dựng men theo vùng hạ lưu sông Mekong và nằm tại địa phận các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Nghe có vẻ nhiều nhưng hầu hết các con đập này thường có quy mô nhỏ lẻ và chỉ nằm ở các nhánh phụ lưu của sông Mekong. Chỉ có 2 trong số những con đập này được xây dựng trên dòng chính của sông Mekong, đó là đập Saraburi và đập Don Sahom. Cả hai đập này đều nằm trên lãnh thổ của nước Lào. Dòng nước chảy qua đây tương đối dồi dào nhưng không thể nào sánh được với phần thượng lưu sông Mekong, là sông Lam Thương của Trung Quốc, nơi có địa hình dốc khiến nước chảy xiết, thuận lợi cho khai thác thủy điện hơn. Kể từ những năm 1990, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng hàng loạt các con đập với quy mô lớn chưa từng có trên lãnh thổ đất nước này, đặc biệt là qua con sông Lam Thương. 11 đập nước hiện đang hoạt động và nước này cũng đang xây dựng con đập thứ 12, đồng thời lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện thứ 13 trên khu vực này. Các đập dưới khu vực hạ lưu của các nước Đông Nam Á chỉ được xây dựng ở các nhánh phụ của con sông, nhưng các đập thủy điện của Trung Quốc lại được xây dựng trực tiếp trên dòng chảy chính của sông Mekong. Thậm chí trong số 11 đập thủy điện này được xếp vào loại đập chứa lớn, nghĩa là chúng hiện đang giữ lại một lượng nước vô cùng khổng lồ. Chỉ 2 con đập ở đây cũng chứa lượng nước tương đương với vịnh Chesapeake. Vịnh này là vịnh nằm giữa bang Maryland và Virginia của Mỹ, có diện tích lên đến hơn 11.000 km². Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến chúng ta thấy quy mô khổng lồ của những con đập này. Trung Quốc dự định sẽ có thêm 2 đập thủy điện nữa trong tương lai gần. Ngoài ra, còn dự định xây thêm 11 đập thủy điện nữa trong vòng 20 năm tới. Qua đây, chúng ta có thể hình dung được những vấn nạn mà những con đập này có thể gây ra cho các quốc gia ở Đông Nam Á. Nằm tại khu vực hạ lưu, các con đập thủy điện ở hạ lưu hiện đang có tổng công suất trung bình là 12.285 MW. Đây là một con số khá lớn. Nhưng 11 con đập ở sông Lam Thương, Trung Quốc còn có công suất kinh khủng hơn, lên đến 31.605 MW. Nếu ta kết hợp tất cả các con đập trên sông Mekong lại, thì sẽ có công suất lên tới 404.000 MW. Số này đủ cung cấp 4 lần điện năng cho toàn bộ thành phố New York của Mỹ. Về mặt lý thuyết, thủy điện là một nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các đập trị thủy này đang gây ảnh hưởng vô cùng xấu tới môi trường. Thực tế là lưu vực sông Mekong hiện nay đang phải hứng chịu mực nước xuống thấp và những đợt hạn hán kỷ lục. Vài năm trước, Campuchia là một trong những quốc gia nằm xa nhất trong khu vực hạ lưu, đã phải cho các đập thủy điện lớn nhất của nước này ngừng hoạt động. Nguyên do là dòng nước đã cạn kiệt, dẫn đến khai thác thủy điện ngưng trệ, từ đó gây ra những đợt khủng hoảng thiếu điện trên diện rộng. Việc này cũng làm nền kinh tế Campuchia bị gián đoạn nặng nề. Ngoài ra, do mực nước thấp hơn và áp lực nước từ phía thượng nguồn, nên vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng bị xâm nhập mặn. Nước mặn từ biển Đông xâm nhập sâu vào đất liền đã tàn phá đất canh tác của Việt Nam, đồng thời khiến số lượng cá ở khu vực phía Nam đổ về từ Campuchia bị suy giảm tới 90%. Ngoài những nguyên nhân khách quan đến từ tự nhiên như lượng mưa hàng năm thấp hơn mức trung bình, thì Trung Quốc chính là nước chủ yếu gây ra sự cạn kiệt của sông Mekong. Những chính sách của nước này đối với vùng thượng nguồn sông Mekong, cùng với việc nước này đã xây dựng
rất nhiều đập thủy điện dọc theo nhánh chính đã làm thay đổi và ách tắc dòng chảy của con sông này. Trước những năm 1990, khi chưa có bất kỳ công trình thủy điện nào ở đây, thì dòng chảy của sông Mekong sẽ thay đổi theo mùa. Trong những tháng ẩm ướt hơn khi có gió mùa và mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, thì sông Mekong sẽ ngập tràn nước và cá. Ngoài ra, dòng nước chảy của con sông này còn phức tạp tùy theo lượng băng tuyết tan chảy ở dãy Himalaya. Đôi khi băng tuyết tan chảy còn đẩy mực nước sông Mekong lên rất cao, gây ra lũ lụt ở vùng hạ lưu. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là nơi sản xuất 1/2 lượng gạo và 70% lượng trái cây và cá của Việt Nam xuất khẩu đi các nước khác. Chúng đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do môi trường đang dần suy kiệt. Dòng chảy tự nhiên của con sông đã tồn tại hàng năm, nay bị gián đoạn hoàn toàn do Trung Quốc đã xây dựng các con đập trên thượng nguồn của nhánh sông. Chính những con đập này lại giữ lại nước khổng lồ, khiến cho các vùng dưới hạ lưu bỗng nhiên thiếu nước nghiêm trọng. Ước tính mực nước trên sông Mekong ở đây đã giảm 5 mét so với trước đây. Hiện tượng này đã được trông thấy rõ rệt nhất kể từ năm 2019, khi mực nước trên sông Mekong xuống thấp kỷ lục. Trung bình sông Lam Thương nằm trên thượng nguồn của Trung Quốc chỉ đóng góp 15% tổng lượng dòng chảy trên lưu vực sông Mekong. Nhưng mức đóng góp này cũng có thể lên tới 41% vào mùa khô, tức là từ tháng 11 đến tháng 4. Trong năm hạn hán nghiêm trọng và trong mùa khô, nguồn nước từ băng tuyết tan ở cao nguyên Tây Tạng đóng góp tới một nửa lượng nước của vùng hạ lưu sông Mekong. Vào năm 2019, lượng nước của sông Mekong đã bị giữ lại tại các con đập, đoạn qua sông Lam Thương khiến khu vực hạ lưu trơ cả đáy, mực nước chỉ đạt khoảng vài mét. Tháng 7 năm 2019, mực nước đã cạn tới mức báo động, khiến chính phủ Thái Lan đã phải huy động cả quân đội để tiến hành các hoạt động cứu viện. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi bước vào những tháng mùa khô cuối năm 2019, mực nước vùng hạ lưu được cho là sẽ dần cạn kiệt. Thỉnh thoảng, Trung Quốc sẽ cho xả lũ bất ngờ tại các đập nước trên sông Lam Thương. Lượng nước sẽ ồ ạt tràn về khu vực hạ lưu thuộc các nước ở Đông Nam Á, khiến người dân không kịp trở tay. Họ không có hoặc có rất ít thời gian để chuẩn bị cho những đợt xả lũ này khi Trung Quốc không hề có thông báo trước về lượng nước sẽ xả ra. Trung Quốc làm vậy là vì nước này tự cho rằng mình cần phải đảm bảo an ninh quốc gia, trong đó chiến lược trị thủy được coi là điều tuyệt mật. Nhiều quốc gia ở khu vực hạ lưu sông Mekong đã chung tay nỗ lực để quản lý các nguồn nước trong khu vực, chẳng hạn như lập ra tổ chức ủy hội sông Mekong, nhưng Trung Quốc đến nay vẫn từ chối tham gia. Vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là hạ lưu sông Mekong đã bước vào năm thứ tư liên tục diễn ra trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng, khi lượng mưa vẫn thấp hơn mức trung bình. Mối nguy này ngày càng gia tăng khi mà biến đổi khí hậu ngày một leo thang. Và các đập thủy điện khổng lồ vẫn đang gây ảnh hưởng lớn cho tuyến đường thủy lớn thứ ba của châu Á. Hơn 70 triệu người sống ven vùng hạ lưu cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro về sinh kế hoặc thậm chí là lâm vào cảnh nghèo đói. Người dân các khu vực thượng nguồn và hạ lưu và chính Trung Quốc cần phải bắt tay và thực hiện bảo tồn dòng chảy tự nhiên của sông Mekong cũng như các nguồn tài nguyên của con sông này. Có đến 20% nguồn cung cá nước ngọt trên thế giới là đến từ sông Mekong, nên nếu con sông này chết dần thì cuộc sống của bất kỳ ai trên thế giới cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Vâng, quả thật là như vậy. Thời còn nhỏ, tôi xem dự báo thời tiết thì tôi thấy có lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng vài năm gần đây, tôi không biết là có nhớ chính xác hay không. Nhưng tôi rất ít khi gặp phải có thông báo lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long. Lũ đương nhiên là có tác hại rất lớn, nhưng nó cũng mang đến lượng phù sa và lượng cá.